xác định hơn 300 người liên quan đến ca tái dương tính tại thành phố Hồ Chí Minh. An Giang phong tỏa nhiều hộ dân và một trường hợp do bệnh nhân viêm phổi Vũ Hán tái nhiễm. Ca nghi dương tính SARS-CoV-2 đầu tiên tại Thừa Thiên Huế đi ăn dỗ làm căn cước công dân. Hưng Yên thêm một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Vĩnh Phúc thêm 14 ca nghi mắc COVID-19, một người từng tiếp xúc chuyên gia Trung Quốc. Các bạn đang theo dõi bản tin COVID-19 tối ngày 8 tháng 5 của DKN TV. Và sau đây là các nội dung chi tiết. Xác định hơn 300 người liên quan đến ca tái dương tính tại thành phố Hồ Chí Minh. Các địa điểm liên quan đến ca tái dương tính tại quận 3, thành phố Hồ Chí Minh cũng được cơ quan chức năng yêu cầu tạm dừng hoạt động trong thời gian đánh giá nguy cơ lây nhiễm. Ca tái dương tính là bệnh nhân người An Giang, tạm trú tại Lê Văn Sĩ, quận 3. Kết quả xét nghiệm tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh ngày 6 tháng 5 cho thấy người này dương tính với SARS-CoV-2. Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh, HCDC đã truy vết 61 trường hợp F1 chuyển cách ly tập trung. Trong đó, 28 trường hợp đã âm tính, 33 trường hợp đang chờ kết quả. Cơ quan y tế cũng lấy mẫu người dân ở trong con hẻm đang phong tỏa để giám sát nguy cơ lây nhiễm. Tổng số các trường hợp tiếp xúc khác là 299 người được cách ly tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm. Đến nay, 283 mẫu âm tính và 6 mẫu đang chờ kết quả xét nghiệm. Các địa điểm người này từng có mặt như đường Hồ Thị Kỷ, quận 10, hay quán ăn trên đường Lữ Gia, quận 11 cũng được tạm thời dừng hoạt động. Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh cũng khuyến cáo những người có mặt tại quán nướng Ngói Bảo Lộc tại địa chỉ 160 Phạm Văn Đồng, quận Gò Vấp trong khung giờ 18:45 đến 20:30 ngày 4 tháng 5 cần tự theo dõi tại nhà, khai báo với trạm y tế khi có dấu hiệu bệnh hô hấp. Ca tái dương tính này từng điều trị COVID-19 tại Hà Tiên với mã bệnh nhân là 2.458, xuất viện ngày 27 tháng 3. Khi làm xét nghiệm để chuẩn bị xuất cảnh tại thành phố Hồ Chí Minh, người này mới biết mình tái dương tính. Hiện tại, thành phố vẫn đang duy trì lấy mẫu ngẫu nhiên trên diện rộng. Từ ngày 30 tháng 4, mở rộng lấy mẫu ở các khu vực có nguy cơ lây nhiễm như bệnh viện, khu du lịch, chợ, sân bay, trung tâm thương mại, nhà hàng, quán ăn, dịch vụ vận chuyển, khu chế xuất. Đến hôm nay, kết quả cho thấy 9.140 mẫu có kết quả xét nghiệm âm tính. Lực lượng chức năng ở An Giang đã cho phong tỏa một trường tiểu học và hàng chục hộ dân sống gần nhà bệnh nhân tái nhiễm COVID-19 để phòng ngừa dịch bệnh. Ngày 8 tháng 5, tin từ Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết đã đưa bệnh nhân HNH, sinh năm 1993, ngụ tại xã Bình Phước Xuân, đi điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới và thực hiện cách ly tập trung đối với người thân của bệnh nhân này. Theo kết quả điều tra dịch tễ, bệnh nhân H đi làm việc ở Philippines và nhập cảnh về Việt Nam vào ngày 29 tháng 3 tại sân bay Cần Thơ. Sau đó, H được cách ly tập trung tại Trung đoàn 895 ở tỉnh Bến Tre. Đến ngày 31 tháng 3, H dương tính với SARS-CoV-2 nên được đưa điều trị tại bệnh viện Lao Phổi, tỉnh Bến Tre. Vào ngày 23 tháng 4, H được ra viện và trở về địa phương vào khoảng 20 giờ cùng ngày. Ngay khi tiếp nhận thông tin này, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 ở xã Bình Phước Xuân thực hiện cách ly H thêm 14 ngày tại nơi cư trú và lấy mẫu xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS-CoV-2. Tuy nhiên, trong kết quả xét nghiệm lần 2 vào ngày 7 tháng 5 cho thấy H đã tái nhiễm COVID-19. Do đó, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 xã Bình Phước Xuân phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới đưa H đến trung tâm này điều trị. Về phía người thân của bệnh nhân, gồm cha mẹ ruột và một người cháu. Cháu là học sinh lớp 5, trường Trung học A Bình Phước Xuân nên được đưa đi cách ly tập trung tại khu vực thị trấn Mỹ Luân. Riêng 34 học sinh học cùng lớp với cháu của H và giáo viên cũng đã được theo dõi sức khỏe tại nhà. Ca nghi dương tính với SARS-CoV-2 đầu tiên trong cộng đồng ở Thừa Thiên Huế đã ghé qua rất nhiều điểm như sau. Quán cà phê, đi ăn dỗ và làm căn cước công dân. Chiều ngày 8 tháng 5, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế đã có thông báo khẩn liên quan đến ca nghi nhiễm SARS-CoV-2. Là chị V, giới tính nữ, sinh năm 1998, ngụ tại thôn Mỹ Chánh, xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng, Quảng Trị. Theo đó, vào ngày 2 tháng 5, người này di chuyển từ Quảng Trị vào Đà Nẵng trên xe giường nằm Quang Dũng. Sau khi xuống xe được bạn chở về nhà tại 172/24 Trần Cao Vân, Đà Nẵng. Sau đó chị đi làm tại địa chỉ 222 Phan Chu Trinh, Đà Nẵng. Ngày 3 tháng 5, chị đi làm tại địa chỉ 222 Phan Chu Trinh, Đà Nẵng. Ngày 4 tháng 5, uống trà sữa tại số 30 Ông Ích Kim, Đà Nẵng. Ngày 5 tháng 5, vào lúc 10 giờ di chuyển từ Đà Nẵng ra Huế bằng xe máy cùng với bạn. 11:30 đến 12 giờ
dừng lại mua đồ tại quán mỹ phẩm Min Cosmetics gần chợ Bến Ngự. Về đến nhà lúc 13 giờ. Vào lúc 15 giờ đến trạm y tế Hạ Chánh để khai báo y tế. 19 giờ đến 20 giờ ăn tối tại quán ốc Hoa ở xã Hải Sơn. Ngày 6 tháng 5, lúc 8 giờ đến 9 giờ đi ăn sáng tại quán cháo Trục ở Mỹ Xuyên, Phong Hòa. 9 giờ 5 phút uống cà phê tại quán Long Vui và về lại nhà. 13 giờ đến tối ăn dỗ tại nhà bác của bệnh nhân tại Hạ Chánh. 20 giờ đến 22 giờ đến quán cà phê Tình, thôn Phước Phú, Phong Hòa, huyện Phong Điền. Ngày 7 tháng 5, lúc 10 giờ 30 phút đến 11 giờ làm căn cước công dân tại xã Phong Thu. 13 giờ khám tại bệnh viện Phong Điền, sàng lọc và được đưa đi cách ly tập trung. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị người dân đã từng đi qua những địa điểm này và cùng thời điểm liên quan trên khẩn trương liên hệ với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ và tiến hành khai báo y tế. Hưng Yên thêm một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Đây là trường hợp F1 của bệnh nhân tại ổ dịch tổ dân phố Nguyễn Xá, phường Nhân Hòa, liên quan đến nguồn lây nhiễm từ bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Theo báo cáo nhanh từ Trung tâm Y tế thị xã Mỹ Hào, ngày 8 tháng 5, trên địa bàn phát hiện thêm một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ở phường Dĩ Sử. Cụ thể, ca nhiễm này là Vũ Đức L, sinh năm 2004, ở tổ dân phố Trại, phường Dĩ Sử, thị xã Mỹ Hào. Em L hiện đang học tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên thị xã Mỹ Hào. Trước đó, chiều ngày 3 tháng 5, L đến khám tại phòng khám nhà bác sĩ Phạm Văn T. Trong cùng khoảng thời gian của hai mẹ con bệnh nhân 3063 Nguyễn Thị Nam H, có địa chỉ tại tổ dân phố Nguyễn Xá, phường Nhân Hòa. Hàng ngày ở nhà, L có tiếp xúc với bố mẹ, chị gái và em trai. Đến ngày 8 tháng 5, sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 lần 2, em L được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Ngay sau khi phát hiện trường hợp trên, Trung tâm Y tế thị xã Mỹ Hào và phường Dĩ Sử đã cấp tốc khoanh vùng khu vực xung quanh gia đình em L và tổ chức phun khử khuẩn, đồng thời họp khẩn để triển khai nhanh các biện pháp phòng chống dịch. Qua truy vết nhanh người tiếp xúc với ca bệnh, ban đầu xác định có 8 trường hợp F1 tại tổ dân phố Trại, 27 trường hợp F2 và 44 trường hợp F3. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, tính đến chiều ngày 8 tháng 5, có 14 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Cụ thể, ngày 7 tháng 5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện xét nghiệm sàng lọc COVID-19 cho người dân ở tỉnh, đặc biệt là các trường hợp F1, F2 của các ca bệnh. Sau xét nghiệm, ngày 8 tháng 5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc báo cáo nhanh có 14 ca thuộc diện nghi nhiễm. Trong đó có 3 ca tiếp xúc trực tiếp với chuyên gia người Trung Quốc, cách ly ở tỉnh Yên Bái. Sau đó dương tính với SARS-CoV-2 khi trở về nước vào ngày 30 tháng 4. 11 ca còn lại hầu hết là F1 của các trường hợp được phát hiện dương tính trước đó. Trong đó có một người từng tiếp xúc với chuyên gia Trung Quốc mắc COVID-19, một lái xe cho các ca bệnh liên quan tới ổ dịch quán bar Sunny và một nhân viên khách sạn Westlake. Hiện 11 trường hợp này đã được chuyển đến Bệnh viện Dạ chiến tỉnh Vĩnh Phúc để cách ly. Mẫu bệnh phẩm xét nghiệm của họ được chuyển lên Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương xét nghiệm để khẳng định. Đồng thời, ngành y tế đã truy vết, điều tra lịch sử dịch tễ của 11 người để nhanh chóng khoanh vùng dập dịch. Hiện nay, tỉnh Vĩnh Phúc là một trong những tỉnh có tình hình dịch COVID-19 rất phức tạp. Tính đến chiều tối ngày 7 tháng 5, toàn tỉnh đã ghi nhận 27 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong đợt dịch này. Thưa quý vị, bản tin COVID-19 tối ngày 8 tháng 5 của DKN TV đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.